Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang trong ngày đầu tiên của năm mới năm 2024. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự. Điểm nhấn thu ngân sách và đột phá phát triển hệ thống giao thông của tỉnh Hưng Yên trong năm 2023. Ghi nhanh không khí chào đón năm mới năm 2024 ở một số nơi trên địa bàn tỉnh. Hiệu quả hợp nhất và sáp nhập các đơn vị trường học ở huyện Khoai Châu. Xử lý 1.334 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm hoàn thành tốt dự toán ngân sách năm 2023 đã được Trung ương và tỉnh giao, ngành tài chính tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách theo đúng quy định, nhiều chỉ tiêu sắc thuế vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được gần 32.000 tỷ đồng, đạt gần 140% dự toán giao, trong đó thu nội địa được trên 28.000 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu trên 3.600 tỷ đồng, trong đó có nhiều sắc thuế tăng cao như thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 16%, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 38%, thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng trên 250%, thuế thu nhập cá nhân tăng 18%. Đạt được kết quả trên cho thấy sự nỗ lực của ngành tài chính và cộng đồng các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh đã vượt qua khó khăn, hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào việc tăng thu cho ngân sách nhà nước tỉnh, theo nghị quyết đã ra. Năm 2023 là năm đầu tiên của kỳ ổn định ngân sách năm 2023-2025. Đây là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19. Việc hoàn thành vượt mức thu nộp ngân sách theo dự toán năm 2023 sẽ là nền tảng để năm 2024 và các năm tiếp theo, Hưng Yên sẽ đảm bảo nguồn thu ổn định, bền vững. Cái kết cấu thu ngân sách, xưa nay chúng ta vẫn hay nói rất nhiều, kể cả các cái địa phương mà tự cân đối cũng như rất nhiều địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, đó là ngân sách địa phương của chúng ta hầu hết là trông chờ vào từ nguồn thu từ đất đai. Hưng Yên là một tỉnh giáp với Hà Nội và cũng có những cái lợi thế nhất định về quỹ đất cũng như cái khả năng thu ngân sách từ đất đai. Nhưng cái ngân sách năm 2023 lại không dựa nhiều vào đất đai mà chúng ta đã dựa vào những nguồn thu nó có cái nguồn gốc và nó có cái cơ sở vững chắc hơn rất nhiều. Đó chính là cái phát triển kinh tế trên chính địa bàn của Hưng Yên. Và tôi cho rằng với những cái tăng về quy mô, thay đổi về kết cấu, cơ cấu thu ngân sách như vậy và dựa trên những cái nguồn thu mang tính ổn định và bền vững như vậy thì rõ ràng cái thành tích về thu ngân sách nhà nước của Hưng Yên là những cái kết quả nó đảm bảo cái tính ổn định, cái tính bền vững và nó phản ánh đúng cái trình độ và cái tốc độ phát triển kinh tế của Hưng Yên. Với việc ngành tài chính Hưng Yên luôn chủ động phối hợp chặt chẽ kịp thời với các sở ngành để nắm bắt kịp thời các vướng mắc về chính sách thuế của các doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cá nhân kinh doanh trên địa bàn thuộc thẩm quyền của địa phương để các doanh nghiệp chủ động hội nhập kinh doanh có hiệu quả và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn xác định giao thông đi trước một bước để kiến tạo không gian, động lực cho phát triển. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành một chương trình riêng về phát triển hệ thống giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025 với nhiều mục tiêu đột phá. Tỉnh cũng đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng để phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, có tính lan tỏa kết nối vùng, liên vùng để tạo sự bứt phá mạnh mẽ, sớm đưa Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh của cả nước. Và năm 2023 để lại nhiều điểm nhấn trong phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, cả trong công tác quy hoạch lẫn triển khai thực hiện các dự án. Dự án xây dựng 17,7 km đường song hành đường vành đai 4 qua địa phận tỉnh Hưng Yên với số vốn trên 1.500 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh đang được nhà thầu triển khai đồng loạt với 4 mũi thi công. Dự án quan trọng quốc gia này được triển khai là kết quả từ sự nỗ lực quyết tâm cao độ trong năm qua của cả hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên.
Đến thời điểm hiện tại thì nhà thầu đã huy động được hơn 40 đầu máy móc thiết bị và 70 nhân lực đã có mặt tại dự án để trực tiếp thi công. Nhà thầu đã thi công được 4 mũi những vị trí mà đã được bàn giao mặt bằng. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành, của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh và các địa phương thì cũng phải nhận được sự ủng hộ rất là cao của nhân dân. Những mét mặt đường cuối cùng của dự án mở rộng nâng cấp đường nối hai cao tốc cùng đường bên dài gần 20 km cũng đang được hoàn thiện. Gần 600 công nhân với trên 200 thiết bị phương tiện trong năm qua đã nỗ lực vượt nắng thắng mưa để đến nay dự án cơ bản được thông xe kỹ thuật và trở thành con đường rộng nhất tỉnh Hưng Yên với 8 làn xe cơ giới. Đây cũng được xác định là trục phát triển trung tâm trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên và đã được quy hoạch là cao tốc Hưng Yên-Thái Bình. Năm 2023 là năm đột phá trong phát triển hệ thống giao thông của tỉnh Hưng Yên. Toàn tỉnh triển khai thực hiện trên 430 km đường các loại với kinh phí trên 7.700 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2022. Ngoài hai dự án nêu trên, còn một loạt dự án trọng điểm khác cũng được triển khai. Ngoài ra, hai siêu dự án là đường Tân Phúc Võng Phan và đường kết nối di sản dọc sông Hồng cũng đã được khởi động nhằm tạo thành hai trục phát triển Đông Tây dọc tỉnh. Một điểm nhấn nữa trong năm 2023 là việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có hệ thống giao thông khá đồng bộ và đang tiếp tục được đầu tư kết nối với mạng lưới giao thông vùng quốc gia để tạo thành 3 trục dọc, 8 trục ngang trong bố trí không gian phát triển của tỉnh Hưng Yên. Trên cơ sở xây dựng các trục trung tâm kinh tế của tỉnh có cả hiện hữu và quy hoạch thì gồm có 3 trục dọc và 8 trục ngang. Các trục dọc này thì gồm có 2 trục chủ yếu để phát triển kinh tế xã hội. Thứ nhất đó là trục đường kết nối hai đường cao tốc. Toàn bộ các cái khu vực này là chúng tôi bố trí các cái khu công nghiệp. Và trục thứ hai đó là cũng từ kết nối với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Toàn bộ dọc đây là chúng tôi tập trung đó là phát triển công nghiệp. Và trục thứ ba đó là trục phát triển du lịch, văn hóa và xã hội. Tất cả trục này là giáp sông Hồng, trên cái trục này có rất nhiều các di tích. Trên cái đường này là chúng tôi có hiện nay là chúng tôi có hai cầu hiện hữu đang chuẩn bị đang triển khai thực hiện, đó là thứ nhất là cầu vành đai 4 đi qua và thứ hai là cầu 3,5. 8 trục ngang, trục thứ nhất hiện nay đó là đường quốc lộ 5A, đây là hiện hữu. Trục ngang thứ hai đó là toàn bộ cái đường gom của đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng phát triển đô thị kết hợp với lại công nghiệp. Trục ngang thứ ba đó là đường 379 kéo dài, tức là từ đô thị Âu Cơ Bắc chạy ra tỉnh Hưng Yên. Trục ngang thứ tư đó là đường cao tốc trở về đến Mỹ, đường hướng đến thứ năm, tận dụng cái nút giao Tân Phúc này kết nối đường cao tốc, cắt cái đường nối hai đường cao tốc và kết nối đường di sản và trục đi qua thành phố Hưng Yên sang tỉnh Hà Nam và bên này sang Thái Bình. Hiện một bức tranh toàn cảnh hệ thống giao thông tỉnh Hưng Yên cơ bản được xác định với quy hoạch khoa học, tính kết nối cao, hạ tầng đồng bộ hiện đại. Chỉ trong vài năm tới, bộ mặt của tỉnh Hưng Yên sẽ có sự thay đổi hoàn toàn khi các con đường huyết mạch được hoàn thành. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay tại huyện Văn Giang, người dân đã nô nức đổ ra đường phố vui chơi đón chào năm mới 2024. Đặc biệt, tại khu đô thị Eco Park đã tổ chức nhiều hoạt động chào xuân với điểm nhấn sự kiện Eco Park Countdown 2024, sự kiện đếm ngược đón giao thừa dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa. Đây là năm thứ 6 liên tiếp, 40.000 cư dân khu đô thị Eco Park và khách du lịch đã được đắm chìm trong đại nhạc tiệc Eco Park Countdown 2024. Lễ hội đếm ngược đón giao thừa dương lịch ngay tại nơi mình sống, khán giả thực sự mãn nhãn với bữa tiệc của hiệu ứng ánh sáng âm thanh sống động. Điều làm nên sức hấp dẫn của chương trình là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như sự có mặt của cặp mẹ con nổi tiếng làng nhạc Việt Mỹ Linh, Mỹ Anh. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Vũ Cát Tường, Lâm Bảo Ngọc, Phát Huy, Tifo, ban nhạc đến từ Nhật Bản Kurok cùng các nghệ sĩ trẻ đầy tài năng đem đến cho người nghe một đêm nhạc sôi nổi nhưng lắng động, đầy cảm xúc. Đúng 12 giờ, màn pháo hoa mãn nhãn cùng với giai điệu quen thuộc Happy New Year vang lên như một lời chúc mừng năm mới đầy trọn vẹn. Cùng mọi người chào đón cao đao, chào đón năm mới 2024 thì nó mát, nó lạnh như thế nhưng mà tất cả mọi người đều cảm thấy rất là năng lượng và rất là nóng.
không chỉ gia đình mình đâu mà chắc là tất cả các gia đình tham gia cái buổi cao đao ngày hôm nay thì cũng sẽ đều có cảm nhận một cái điểm chung, đấy là một cái niềm hứng khởi mới cho năm mới. Lần đầu tiên em đến đây nhưng mà em cảm thấy ở đây mọi người rất là đông, mọi người rất là nhiệt, em cảm thấy rất là vui. Đây là lần thứ 3 vợ chồng mình đến đây và cái không khí năm nay thật sự rất khác các năm trước, và đặc biệt là năm nay chương trình rất là hoành tráng, quy mô và tầm cỡ rất là lớn. Happy New Year! Tường đã tham gia rất là nhiều countdown nhưng mà đây là một countdown đặc biệt vì chúng tôi được đón giữa thiên nhiên và tất cả mọi người cùng họp lại với nhau để đón chào một giây phút quan trọng nhất của chúng ta, chính là bước qua năm 2024. Đây cũng là lần đầu tiên mình diễn giữa một khung cảnh thiên nhiên và không khí trong lành như thế này, nhưng mà không khí của mọi người rất là tuyệt vời. Với mong muốn gửi tặng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới cư dân cũng như khách du lịch, ngay ngày đầu tiên của năm mới 2024, khu đô thị Eco Park đã có rất nhiều hoạt động hấp dẫn. Bên cạnh tổ chức chợ quê, cư dân và du khách còn được hòa mình vào bản giao hưởng mùa xuân ở công viên Hồ Thiên Nga. Tại đây mọi người được tham gia những hoạt động gần gũi thiên nhiên như cắm trại ven hồ, chèo thuyền kayak, dạo bộ giữa rừng cây. Cũng trong ngày 1, tại khu đô thị Ocean Park, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nơi hội tụ những trải nghiệm giải trí hàng đầu và không gian sống lý tưởng cho cư dân, đã diễn ra nhiều hoạt động chào đón năm mới. Với các hoạt động vui chơi hấp dẫn, từ khu vui chơi ngoài trời cho đến công viên nước hiện đại cũng đã thu hút rất nhiều du khách từ khắp các tỉnh, thành phố đến để vui chơi trong dịp Tết Dương lịch. Tết Dương lịch đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới, là dịp để mọi người tạm gác lại những lo toan, bộn bề của cuộc sống trong năm cũ và bắt đầu một năm mới với những hy vọng và ước mơ tốt đẹp hơn. Tại thành phố Hưng Yên, sáng nay thời tiết nắng ấm thuận lợi cho các hoạt động vui chơi của người dân trong ngày đầu tiên của năm mới 2024. Trên nhiều trục đường chính ở thành phố Hưng Yên như đường Nguyễn Văn Linh, đường Điện Biên, đường Nguyễn Thiện Thuật, Trinh Trác, Phạm Ngũ Lão được trang hoàng rực rỡ băng rôn khẩu hiệu chúc mừng năm mới. Các gia đình treo cờ tổ quốc, lượng người xe cộ đổ ra đường cũng đông hơn ngày thường, tạo nên một không khí tươi vui nhộn nhịp trong những ngày đầu năm mới. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ lại chọn các địa điểm có khu vui chơi như khu vực quảng trường, công viên Nam Hòa để cùng nhau nghỉ ngơi thư giãn, tận hưởng niềm vui trong ngày đầu năm mới. Hôm nay thì em cho bé ra đây từ sáng sớm. Sáng hôm nay mùng 1 Tết thì không khí ở đây rất là đẹp, trời rất là trong lành và mà nắng nhẹ. Và nó không nắng to quá nên là cháu chơi nó cũng rất là thoải mái, mình không sợ cháu bị ốm. Sang năm mới thì em mong ước là cả gia đình thì ai cũng có một sức khỏe dồi dào, bình an vô sự. Về công việc thì năm nay là thực sự là một năm là dự đoán là nó cũng vô cùng là khó khăn, thì cũng mong sao công việc nó được thuận lợi để cho kinh tế của gia đình nó được yên ổn. Để chào đón Tết Dương lịch 2024, những ngày trước đó, thành phố Hưng Yên đã tích cực chỉnh trang đô thị, trồng mới trên 15.000 cây hoa các loại và thực hiện tổng vệ sinh toàn bộ rác thải tồn đọng trên các tuyến đường. An ninh trật tự được tăng cường đảm bảo an toàn cho mọi người đón Tết Dương lịch vui tươi, hạnh phúc. Lễ hội hoa Xuân Quan năm 2023 thu hút đông đảo người dân trên cả nước tham quan, chiêm ngưỡng khung cảnh rực rỡ và ấn tượng. 3 năm một lần, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang tổ chức lễ hội hoa nhằm quảng bá sản phẩm hoa cây cảnh địa phương, góp phần nâng tầm sản phẩm và phát triển nghề truyền thống gắn với du lịch. Lễ hội diễn ra 10 ngày, từ ngày 22 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024. Có 10 gian hàng đến từ 10 thôn trên địa bàn xã với trên 50.000 sản phẩm hoa cây cảnh các loại như cúc cánh bướm, sắc pháo, đồng tiền, lan cây bonsai. Các thôn sử dụng hoa trang trí gian hàng thành hình đồng hồ, nhà hoa, thác hoa, thuyền hoa, xe hoa. Điểm nhấn ở lễ hội hoa năm nay là thác hoa xuân với chiều cao khoảng 13 mét được trang trí bằng 500 chậu hoa dạ yến thảo, là địa điểm check-in thu hút nhiều du khách mỗi dịp cận Tết. Lễ hội hoa năm nay tiếp tục được đón tiếp đông đảo người dân tại các khu vực lân cận đến thưởng ngoạn. Năm 2023 là năm thứ 3 sự kiện này được tổ chức. Cùng với lễ hội hoa, năm nay Ủy ban dân xã Xuân Quan, huyện Văn Giang cùng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng tôi tổ chức thành công tốt đẹp, tạo dấu ấn đối với du khách thập phương. Chúng tôi ước tính là trên 100.000 lượt người đến thăm lễ hội và thăm nàng hoa Xuân Quan. Thưa quý vị và các bạn, còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Thời điểm này,
người trồng hoa đào cảnh ở tổ dân phố Phú Đa, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, đang tập trung chăm sóc tuốt lá tỉa cành, tạo thế cho cây phục vụ khách hàng chơi Tết. Để có hoa đào nở đúng Tết thì công việc tuốt lá đào phải thực hiện trước 2 tháng. Tuy nhiên năm nay do thời tiết ấm, nền nhiệt cao quá nắng nên việc tuốt lá được thực hiện muộn hơn mọi năm. Hiện hầu hết đào ở đây đều đã bắt đầu đâm nụ. Tổ dân phố Phú Đa có khoảng trên 5.000 cây đào cảnh. Thời điểm này, nhiều cây dáng đẹp cũng được các khách hàng đặt tiền thuê với giá trung bình 5 triệu đồng một cây một tháng, kể cả công vận chuyển. Nếu bán trung bình có giá trên dưới 10 triệu đồng một cây, cây to thế đẹp có thể có giá vài chục triệu đồng. Hiện một số hộ đã bắt đầu đánh cây cho lên chậu trưng bày, sẵn sàng phục vụ khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành giáo dục huyện Khoai Châu đã nỗ lực từng bước thực hiện sắp xếp, thu gọn và tinh giản biên chế theo đề án sắp xếp tổ chức lại cơ sở giáo dục. Đến nay, huyện Khoai Châu đã hoàn thành hợp nhất và sắp nhập 14 đơn vị. Trong đó, hợp nhất 6 đơn vị thành 3 đơn vị, sắp nhập 22 đơn vị, 11 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Riêng năm 2023, huyện thực hiện sắp nhập 6 trường tiểu học và trung học cơ sở. Từ khi thực hiện đến nay, huyện giảm 14 đơn vị, tinh giảm 14 biên chế cán bộ quản lý, 14 biên chế kế toán, tiết kiệm ngân sách. Các nhà trường đã tận dụng được trang thiết bị dạy học để phục vụ giảng dạy chung, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên dạy học môn chuyên như tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, tin học, giảm được 14 tổ hành chính. Công tác sát nhập giữa trường tiểu học và trung học cơ sở có rất nhiều những cái ưu điểm, đó là chúng ta có thể sử dụng có hiệu quả cái hệ thống cơ sở vật chất, có thể tổ chức các cái hoạt động phong trào. Ngày lễ lớn như là khai giảng 20 tháng 11 một lần tổ chức mà có thể được thực hiện cho cả hai khối học, tiết kiệm nguồn ngân sách, người quản lý lãnh đạo có thể có cái nhìn toàn diện về công tác giáo dục của địa phương. Chính vì vậy mà chúng ta có thể đưa ra phương hướng chiến lược và cái phương pháp giáo dục phù hợp. Việc sát nhập các trường học tại huyện Khoai Châu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo môi trường học tập an toàn thân thiện. Đây là cơ sở để huyện Khoai Châu tiếp tục triển khai sát nhập các đơn vị trường. Thời gian tới, huyện tiếp tục sát nhập 4 đơn vị trường học của 22 xã Đông Tảo, Việt Hòa thành 2 trường liên cấp, dự kiến hoàn thành trong tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện xử lý 1.334 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước trên 53 tỷ đồng. Đã khởi tố điều tra 34 vụ, 38 bị can, xử lý vi phạm hành chính 1.300 vụ. Trong đó, số vụ vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu 95 vụ, số vụ vi phạm về gian lận thương mại 1.170 vụ, số vụ vi phạm về hàng giả 35 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 53 tỷ đồng. Dự báo với sự phục hồi kinh tế tốt, nhu cầu tiêu dùng tăng cao thời tiết trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Để ổn định thị trường, đấu tranh quyết liệt với tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các lực lượng chức năng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo nhóm nhiệm vụ được giao, triển khai nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chú trọng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng hóa giả mạo nhãn mác xuất xứ Việt Nam, đặc biệt là các vi phạm có thể xảy ra trong hoạt động thương mại điện tử cần được quan tâm và xử lý kịp thời. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Một lần nữa xin được chúc quý vị khán giả một năm mới tràn đầy sức khỏe và nhiều động lực để có thể biến giấc mơ, những kỳ vọng của mình trở thành hiện thực. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.